Hơi bay ngút ngàn, đây chính là bỗng rượu anh em nha. Nhắc đến bỗng rượu là chúng ta nhớ ngay đến rượu, và nhắc đến bỗng rượu là chính là cái bỗng dùng để nấu canh cá và chăn nuôi rất tốt. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Hiện nay Đạt Lỗ đang ngồi cạnh một cái hệ thống nấu rượu truyền thống rồi nha. Thì đây là toàn bộ cái quang cảnh của cái khu nấu rượu truyền thống của người nông dân hiện nay luôn, và cũng là theo cái cổ truyền ngày xưa. Thì hôm nay Đạt Lỗ sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách nấu rượu truyền thống của người nhá, từ cái cách nấu gạo này, ủ gạo, và đến toàn bộ quy trình nấu để ra được cái giọt rượu của người nhá. Bây giờ mời mọi người cùng Đạt Lỗ khám phá của người nhá. Okay. Hiện nay thì cái nồi này đã được sôi mọi người nhá, đã được sôi rồi thì Đạt Lỗ trước khi mà khám phá này ấy, thì Đạt Lỗ sẽ mời mọi người đi vào trong nhà. Chúng ta đến từ công đoạn đầu tiên là cái công đoạn mà hạt gạo được nấu ra, sau đó lên men rồi mới đưa ra đây được mọi người nhá. Thì bây giờ vào khám phá thì trước chốc mình sẽ quay đây mình khám phá cái này sau và thưởng rượu luôn mọi người nhá, thưởng thức ấy. Rồi ok mọi người nhá, thì như Đạt đã nói thì đây là toàn bộ cái những cái thau rượu đấy đã được nấu và lên men rồi nhá. Đấy thì hiện nay có 1 2 3 4 5 6. Đấy còn đây ngoài ra thì có một số cái đang ủ thì không nói, nhưng những cái này là chuẩn bị đưa ra nấu được rồi mọi người nhá. Và cái hệ thống cổ truyền này nó cũng khác một chút ngày xưa, thì mình thấy ở dưới này là nước mọi người này. Cái nước này chính là cái để điều hòa nhiệt độ trong quá trình mà mình lên men rượu mọi người nhá. Đấy thì cái nước này nó điều hòa rất là tốt, lúc nào nó cân bằng được cái nhiệt độ đấy, cho nên là nó đảm bảo được cái quá trình lên men của cái toàn bộ những cái thau rượu này nó được chuẩn. Đấy, khi mình đã đúng công thức rồi thì nó sẽ điều hòa và nó giữ được cái nhiệt độ ở trong cái môi trường này, thì nó đảm bảo được là cái rượu của mình nó sẽ được chất lượng và nó không bị hao phí, cũng như là gọi là nó không bị hỏng đi. Đấy mình gọi nôm na thế mọi người nhá. Thì nhân thể Đạt đang đứng đây thì cũng quay luôn này mọi người này. Đây toàn bộ những cái chum rượu mà đã được lấu và để đựng ra đây. Đấy, đựng ra đây để mọi người biết làm gì không? Nó giống như một hình thức hạ thổ của mọi người ấy. Mọi người hay cho vào đây xong thẳng đất ấy, thì có đây cũng đưa ra đây, rượu lấu xong được đưa ra đây. Đấy, để đây trong vòng khoảng 1 tháng, tức là 30 ngày sau đó mới quyết định là bán mọi người nhé. Thì lúc ấy cái rượu uống nó mới ngon. Đấy. Chứ nếu mà mình mới lấy ra uống thì chắc chắn sẽ không được ngon bằng những cái rượu đã để sẵn ở trong cái chum này rồi nhé. Mà đây là chum sành mọi người nhé. Đấy, đây toàn bộ chum sành này. Đấy. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ quay cùng Đạt Lỗ ra ngoài kia, ra cái lồi rượu đang nấu nhá, để Đạt Lỗ nói chi tiết một chút. Khi toàn bộ cái chậu men rượu đang lên men trong nhà nãy mà Đạt Lỗ vừa giới thiệu ấy, thì đến ngày của nó thì sẽ được chuyển vào đây, chuyển vào cái lồi này mọi người nhá. Thì trong cái lồi này thì bên hiện nay nó có khoảng 2/3 là cái rượu lên men đưa vào đây. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đun giống như này. Đấy. Quá trình đun thì khi mà sôi thì mọi người nhìn ngọn lửa nó không phải là to, ngọn lửa nó rất nhỏ âm ỉ thôi. Nó to quá sẽ dẫn tới cái việc khê cháy. Và cái bước ở giữa này, cái đoạn ở giữa mọi người biết là cái gì không? Trong này nhá, nó có một cái ở quê Đạt gọi là cái ba ba, tức là nó sẽ hứng rượu được chưng cất nhá, nó đun từ đây hơi từ đây lên đây, và trên này là nước mọi người này, thì lát được Đạt nó xong nhá, đây là nước này. Sau đó thì cái hơi bốc lên thì trên này là nước, thì nó sẽ ngưng tụ những cái giọt, nó ngưng tụ hơi thành những cái giọt rượu và được chảy ra đây. Trong này nhớ mọi người, trong này này là có cái con ba ba là khúc giữa này nhá. Sau đó rượu nó sẽ đưa ra đây. Đấy, được dẫn ra đây. Đấy, và vào can mọi người này. Này. Cái này nhá, là mình ủ thêm ý để tránh tình trạng nó bay hơi mất rượu, nó lãng phí ra nhá mọi người này. Rượu chảy ra này, thấy chưa? Này. Đấy. Mọi người nhìn rõ chưa? Đấy, rượu bắt đầu được lấy, được cất, chưng cất và được dẫn ra cái can này. Rồi, để lại. Đây là căn rượu rồi nhá. Đấy thì Đạt Lỗ nói tiếp này. Giờ thì những cái hệ thống nó không còn múc tay giống ngày xưa nữa, mà thiết kế một cái vòi nước. Đấy để
dẫn vào đây. Cái nước ở đây luôn luôn là gì, không được làm nóng quá. Đấy, luôn luôn nó phải ở cái giai đoạn nước lạnh để làm sao nó sẽ làm ngưng tụ những cái hơi nước ở hơi rượu trong này này, ngưng tụ lại và nó có hệ thống nước dẫn ra đây mọi người này. Đây là vừa hút ra nhá, vừa hút ra đây thì tiêm vào và nhiệt độ nước đây ý, nó chỉ còn tầm 40 độ thôi. Đấy, cái nước này nếu mà ngày xưa mùa đông ý là múc luôn nó tắm mọi người nhá, rất tiện. Bây giờ thì công nghệ nhiều hệ thống là làm nước nóng quá mà là không cần đến cái nước này. Bây giờ nhà nào cũng có bình nóng lạnh hết rồi. Đấy là thế nhá mọi người nhá. Nhớ mọi người nhớ là nấu rượu là phải nấu rượu thủ công là phải có hệ thống làm ngưng tụ hơi. Sau đó thì hơi nó mới chuyển thành những cái giọt. Giọt thì nó sẽ nằm ở trong cái khoang giữa này. Và trong này có 33 mọi người nhá. Đấy, nhớ là trong này có 33 để dẫn rượu đây. Đấy. Và đây chính là cái lồi chính để chứa toàn bộ những cái rượu, những cái quá trình lên men của hạt gạo đấy được nấu và ủ men, sau đó thì mới đưa vào đây để đun. Đấy, đây là toàn bộ quy trình đun rượu thủ công mọi người nhá. Tất nhiên bây giờ là có cải tiến, ngày xưa là bếp củi. Giờ cái hệ thống này là đã được cải tiến rất nhiều rồi và mình sử dụng tận dụng những cái củi thừa, mùn cưa. Đấy mọi người nhá. Đấy, toàn bộ đấy mọi người nhìn rõ chưa? Đấy. Và cái rượu này nó thêm một chút này, cái rượu trưng cất như này nhá. Thì tùy theo cái nồng độ cồn ấy để mình lấy. Ví dụ có những người ta sẽ lấy 40 độ, 45 độ, 50 độ và một nếu đặc hơn ấy thì có thể 55 độ và đốt cháy luôn. Thì tùy nhá, tùy cái quyết định mình lấy sẽ lấy ở mức rượu là bao nhiêu thì sau đó mình sẽ điều tiết. Đấy. Lấy đặc thì nó được ít rượu và lấy loãng thì nó được nhiều rượu. Và giá thành nó khác nhau, rượu đặc, rượu ngon thì giá khác hơn và rượu nhẹ thì nó sẽ rẻ tiền hơn mọi người nhá. Còn đây là toàn bộ cái này mọi người này. Sử dụng tất cả những cái mùn cưa đây này. Đây những bao tải mùn cưa này. Đó để mình tận dụng mình đốt mọi người nhá. Cho nên là nó rất là thủ công, rất là đơn giản thôi, nhưng mà thực đấy những cái giọt rượu mà mọi người được uống và được thưởng thức thì chính ra là xuất phát từ đây mọi người nhá. Nhưng mọi người nhớ nguyên liệu chính là vẫn là những hạt gạo lếp mọi người nhá, chứ không nấu gạo tẻ. Gạo lếp ấy. Đấy mọi người nhớ là đấy, gạo lếp. Để mọi người đều biết đấy chứ không nấu gạo tẻ. Gạo tẻ thì thứ nhất ấy là nấu nó không được rượu, thứ hai là cái chất rượu nó không ngon. Đấy cho nên là cũng ít người ta sử dụng. Đây là cái có gì này chỉ là rượu lếp mọi người nhá. Rượu gạo lếp. Rồi ok, vừa rồi Đà Lộ đã giới thiệu qua một chút về cái hệ thống nấu rượu truyền thống mọi người nhá, thì rất nhiều người không biết và rất nhiều người biết nhưng chưa được tường tận. Hôm nay là lỗ cho mọi người thấy những cái hình ảnh trực tiếp từ bếp nấu rượu của người bạn Đà Lộ nhá. Đó ok. Mới nó chỉ đến có nó xong đấy. Đây là cái chén rượu nhá mà ông chủ của hệ thống nấu rượu này vừa mới rót cho Đà Lộ và lấy trực tiếp trong ngoài ra, rượu vẫn nóng mọi người nhá. Lên hơi này. Đó, nó vẫn bốc hơi đấy. Vừa rồi Đạt Lỗ đã giới thiệu toàn bộ cái quá trình và cái thiết bị nấu rượu truyền thống. Giờ thì nói gì nói thì mình phải hưởng thành quả một chút để cảm nhận xem như nào mọi người nhỉ. Giờ Đạt Lỗ sẽ thưởng một chút rượu, thử đã quá lâu rồi chưa uống rượu nóng này. Đấy, thì bây giờ Đạt Lỗ uống thử và cảm nhận xem như nào nhé. Ông xem là thành nhân nào đi. Úi dồi, nóng từ đây xuống tới đây mọi người này. Đấy tại sao mọi người nhá? Thứ nhất đây cái rượu mới nấu là cái rượu rất đặc. Rượu này bây giờ nó phải 55 độ. Và thứ hai nó nóng. Khi mình uống vào nó bắt đầu là rượu kết hợp nồng độ cao, kết hợp với rượu nó có nhiệt độ nóng. Úi dồi, uống vào nó nóng từ đây nóng xuống. Nhưng ngược lại ấy, nó rất là thơm và nó lại nuốt xong là nó có một cái vị ngọt ở đường họng mình này. Đấy, nó êm, nó ngọt. Cái sướng ở cái rượu lếp nó là như vậy. Cái sướng của cái rượu lóng nó là như vậy.
thì thông thường thì mọi người ít uống rượu nóng, nhưng uống rượu nóng mới cảm nhận được hết tất cả cái hương vị, cái nhiệt độ và cái nồng độ của rượu của nó. Nói chung là phê đó. Tầm này nhá, mà con gà nướng ở đây nhá, mà 30 anh em một rượu nhá thì có khi hết lửa can kia luôn, cực ngon luôn mọi người ạ. Đấy, sau 15 ngày lên men là đưa vào đây nấu, cho nên cái rượu nó cực ngon luôn, uống sướng lắm mọi người ạ. Rồi cái nhá, một lần nữa Đàn Lỗ xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái clip Đàn Lỗ giới thiệu mọi người nhá. Còn ai có nhu cầu uống rượu nóng rồi là Đàn Lỗ mời đến đây chúng ta thưởng rượu tại bếp mọi người nhá, tại bếp luôn. Rồi Đàn Lỗ xin chào tất cả anh em nhá, bye bye anh em.